Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin chiều 25 tháng 12 xuất hiện người đàn ông đến trường tiểu học Mũi Né 2, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, dụ dỗ em PTP, tên viết tắt, học sinh lớp 1C, lên xe chở đi với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị bảo vệ và hiệu trưởng của trường chặn, người này điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi xem các hình ảnh được ghi lại, rất nhiều người cho rằng vụ việc này có dấu hiệu của một vụ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, kết quả điều tra, xác minh của Công an thành phố Phan Thiết lại hoàn toàn trái ngược với những suy đoán trên. Công an thành phố Phan Thiết xác định người đàn ông lạ mặt là NMP, tên viết tắt 40 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hiện sinh sống cùng vợ tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Ông P hiện đang làm nghề thợ hồ. Khi không có việc thì ông P chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Ông P cho biết chiều 25 tháng 12, ông điều khiển xe máy đến trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón, sẽ đến hỏi thăm và chở về nhà. Sau đó người này lấy tiền xe ôm từ gia đình của học sinh. Trước khi xảy ra sự việc trên, chiều 25 tháng 12, ông P đã chở hai học sinh khác về nhà và được trả 17.000 đồng. Qua làm việc trực tiếp với gia đình hai học sinh trên, Công an thành phố Phan Thiết xác định sự việc là có thật. Công an thông tin ông P chưa có tiền án tiền sự. Với kết quả điều tra, Công an thành phố Phan Thiết khẳng định vụ việc không phải là bắt cóc học sinh như dư luận xôn xao. Ông NMP xuất hiện tại trường tiểu học Mũi Né 2 để hành nghề xe ôm, kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra không có mục đích động cơ nào khác. Khi sự việc trên mới được phát hiện, bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo báo cáo, vào chiều 25 tháng 12, sau giờ tan trường, trong sân trường tiểu học Mũi Né còn khoảng 7 đến 8 em học sinh ngồi đợi người thân đến đón. Lúc này xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, chạy xe máy, tiếp cận, nói chuyện với em PTP, học sinh lớp 1C tại ghế đá khoảng 2 đến 3 phút. Sau đó người đàn ông này đưa em P lên xe và nổ máy chạy. Em P cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu quá muốn về. Bảo vệ nhà trường đã theo dõi người đàn ông lạ mặt từ khi bước vào trường và nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn xe của người này. Hiệu trưởng trường tiểu học Mũi Né đã kịp thời có mặt hỗ trợ đưa em P xuống xe và liên hệ công an phường Mũi Né, thì người đàn ông lên xe bỏ chạy. Lúc này em P mới òa khóc. Khoảng 2 phút sau, gia đình em P tới đón và được nhà trường thông tin vụ việc nên gia đình rất bất ngờ. Trước đó hơn nửa tiếng, bảo vệ nhà trường đã thấy người này qua lại trước cổng trường và đi theo vài học sinh nhỏ trước cổng. Thấy khả nghi nên bảo vệ yêu cầu người này đi nơi khác và đã chụp lại biển số xe. Vụ việc đã được trường tiểu học Mũi Né 2 thông tin đến viên chức, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học sinh trong trường. Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết nêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết phụ trách lĩnh vực giáo dục qua điện thoại, đồng thời thông tin đến tất cả các trường học thuộc thành phố để biết và đề nghị các trường nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ các cháu đầu giờ đến trường và giờ tan học. Cùng đó, tăng cường nhắc nhở cha mẹ học sinh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ, không lên xe người lạ. Thời gian qua, các vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra khiến không ít phụ huynh hoang mang lo lắng. Giáo viên và phụ huynh thường dặn dò học sinh nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không lại gần người lạ. Các trường học cũng lưu ý các bảo vệ cần chú ý quan sát, không để người lạ tiếp cận học sinh. Cẩn thận trong việc đóng mở cổng rào cho các em ra về khi có phụ huynh đến đón. Nhưng trên thực tế, không phải người lạ nào tiếp cận học sinh cũng đều có ý đồ xấu. Phụ huynh cũng nên cẩn thận xem xét với các thông tin được lan truyền trên mạng. Cuối tháng 11 vừa qua, mạng xã hội lan truyền một văn bản phát đi thông tin cảnh giác của trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về việc người lạ cho học sinh tiền, khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Liên quan thông tin người lạ cho học sinh tiền ăn sáng, trường tiểu học Hà Huy Giáp ra thông báo khẩn, gây hoang mang nhiều phụ huynh. Ngày 24 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết, người phụ nữ đưa tiền cho học sinh là phụ huynh học sinh của trường, không phải là người lạ. Trước đó, trưa 23 tháng 11, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường. Về thông tin trên, ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12 nói, khoảng 6 giờ 15 phút sáng 15 tháng 11, một phụ huynh của trường tiểu học Hà Huy Giáp
đến gặp bảo vệ trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân, báo có người phụ nữ lạ đưa tiền cho cháu NLTT, tên viết tắt, học sinh lớp 5-3 trường tiểu học Hà Huy Giáp, đang theo học tại cơ sở trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân. Sau đó, bảo vệ báo thông tin trên cho cô giáo chủ nhiệm lớp 5-3, nêu trên, nên cô chủ nhiệm hỏi cháu NLTT về tờ tiền thì cháu đã để tờ 20.000 đồng trên bàn của giáo viên. Lúc này cô giáo cầm tờ tiền lên kiểm tra, không phát hiện gì nên đã phun cồn xịt khuẩn vào tờ tiền. Sau đó cô có cảm giác hơi choáng. Cô chủ nhiệm đã hỏi cháu NLTT từ lúc cầm tờ tiền của người lạ có bị gì không, thì cháu trả lời sức khỏe vẫn bình thường. Sau đó cô đã đem tờ tiền trên bỏ vào thùng rác. Khoảng 20 phút sau, sức khỏe của cô N bình thường và tiếp tục giảng dạy. Sau khi kết thúc buổi giảng dạy, cô DTN đã thông báo vụ việc trên cho hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Giáp. Đến ngày 22 tháng 11, trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc có thông báo về công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường học, gửi cán bộ giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh biết để phòng tránh. Sau đó, số phụ huynh nhận được thông tin đã chia sẻ cho báo chí đăng tải. Công an phường Thạnh Xuân đã tiếp xúc với các đương sự có liên quan, ghi nhận thông tin vụ việc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, qua xác minh của công an, người cho tiền cháu học sinh là chị VTKL, tên viết tắt, chứ không phải người lạ. Cụ thể, ngày 15 tháng 11, chị VTKL đưa con là học sinh lớp 5/10 trường tiểu học Hà Huy Giáp đi học tại trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân. Lúc này chị thấy cháu NLTT đứng trước cổng trường mượn tiền của bạn, nhưng bé này không có tiền. Thấy vậy, chị đã lấy trong túi áo khoác tờ tiền 20.000 đồng cho cháu NLTT và nó thành câu chuyện cảnh giác nêu trên. Một sự việc hy hữu khi đi đón nhầm trẻ ở trường mầm non bị thêu dệt thành bắt cóc trẻ em đã xảy ra ở Quảng Ninh. Chiều 3 tháng 10, bà Phan Thị Hải Hường, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bà đã nghe báo cáo xác minh thông tin về việc bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc tại phường Tuần Châu, thành phố này và xác định đây là tin giả không đúng sự thật. Theo đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 2 tháng 10, công an phường Tuần Châu nhận được tin báo của người dân về trường hợp có cháu bé NQL, tên viết tắt 3 tuổi, học tại trường mầm non Tuần Châu, chưa thấy về nhà. Các lực lượng chức năng, nhà trường cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm và thấy cháu NQL tại gia đình một phụ huynh cùng trường một giờ sau đó. Qua xác minh, việc mất tích của cháu NQL là do một phụ huynh tại trường mầm non Tuần Châu nhờ người quen đi đón con của mình. Tuy nhiên, vì không biết mặt nên người được nhờ đã đón nhầm cháu cùng tên NQL về nhà mình. Công an phường Tuần Châu đã vào cuộc làm rõ sự việc và khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em hay có dấu hiệu hình sự nào khác. Tuy nhiên, ngay từ chiều 2 tháng 10, một số tài khoản mạng xã hội chưa kiểm chứng thông tin đã lan truyền tin giả lên mạng xã hội và cho rằng vụ việc trên là bắt cóc đòi tiền chuộc. Có tài khoản còn phóng đại lên rằng đối tượng đòi 15 triệu đồng. Chính quyền thành phố Hạ Long sau đó đã xác định được tài khoản tung tin giả và giao cho công an vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định, đồng thời báo cáo ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long thông tin trên để tuyên truyền thông tin đúng cho nhân dân được biết. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long Phan Thị Hải Hường cho biết, ngoài việc tuyên truyền thông tin đúng đến người dân, ban cũng yêu cầu Đảng ủy phường Tuần Châu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể cán bộ đảng viên có liên quan thuộc chi bộ trường mầm non Tuần Châu để xảy ra sự việc trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!